Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TLL nhé. Vừa nãy thì có làm chương trình với em Thủy và nhân cơ hội này thì mình sẽ làm một câu hỏi như này. Thực ra hiện nay việc đi mua sắm những sản phẩm công nghệ thì đại đa số là các bạn nam đi mua chứ các bạn nữ là ít. Và hầu hết những các bạn nữ đi vào cửa hàng mình mua máy thì các bạn lại không trang bị quá nhiều kiến thức về máy tính. Nếu như bình thường các cửa hàng mà họ tư vấn thật thà thì không sao, chứ còn đến những cửa hàng mà họ chỉ muốn bán được máy thì rất dễ các em sẽ đầu tư tài chính, có nghĩa là đầu tư máy mà không đúng mục đích sử dụng. Thì hôm nay anh sẽ hỏi tất cả những cái câu hỏi cho Thủy, ví dụ như là em đi mua máy thì em sẽ cần những cái gì, và em sẽ cứ nói hết đi xong anh sẽ giải thích cặn kẽ để cho những các bạn mà đi mua máy sau thì chúng ta lên tìm hiểu trước về cái sản phẩm chúng ta mua. Còn nếu như các em mà không biết thì thứ nhất là có thể là vừa đắt này, mua về thì dùng không đúng mục đích này, và bảo hành mà tỏi nay mai thì rất là phức tạp. Ví dụ như bây giờ bọn em con gái thì bọn em đi mua máy tính thì bọn em quan tâm những cái gì? Thường thì đối với công việc của em phải đi chạy làm rất là nhiều, hầu hết thời gian là ngoài đường. Thì là công đối với hình thức máy thì tất nhiên là đối với con gái thì hình thức máy là đầu tiên rồi. Vâng. Ngoài ra thì là vì là đi ra ngoài khá là nhiều nên em yêu cầu là cái dung lượng của pin ấy nó cũng phải là khá là tốt. Tóm lại thì là con gái đi mua máy thì đầu tiên sẽ là quan tâm đến hình thức. Mình nói thật sự là tâm lý thì rất tiếp cũng khá là nhiều em rồi. Các em vào cứ thấy cái máy nào đẹp chưa cần biết là hiệu năng nó ra sao là đã mua rồi. Thưa các bạn, máy tính nó còn tính cả hiệu năng sử dụng nữa. Chính vì thế là các em mua các em phải tính toán và biết một chút về cấu hình. Anh nói ví dụ một công việc để các em đi mua máy, thường con gái sử dụng máy tính thì lại sẽ không sử dụng quá nhiều phần mềm phức tạp như nam giới. Ví dụ như các công việc của em làm văn phòng thì chúng ta chỉ cần một cái máy trang bị i3 này, và RAM tối thiểu nhất bây giờ là cần 8GB này, nếu có điều kiện i5 hay i7 càng tốt. Nhưng mà đối với một cái máy tính bây giờ muốn chạy nhanh thì nó sẽ yêu cầu trong máy có ổ cứng, bọn anh hay tư vấn cho khách hàng đó là ổ cứng SSD. Nhưng có khi em hỏi em SSD làm gì chắc có khi em cũng không biết luôn. Thực ra ổ cứng SSD để giải thích cho các bạn hiểu nó đơn giản như này. SSD nó là ổ cứng thẻ rắn giúp chúng ta khởi động những ứng dụng, nôm na là khi chúng ta bật những phần mềm mà khởi động cái máy. Nếu như em đang làm việc đang bật một cái bản hợp đồng nên là máy nó chạy chậm. Nhiều khi chậm nó còn do cấu hình nhưng đại đa số là do cái ổ cứng. Ổ cứng nó càng nhanh thì chúng ta khi em bật phần mềm những ứng dụng em sử dụng thì nó càng nhanh và nó sẽ tiết kiệm cho em rất nhiều thời gian. Thứ hai như là bộ nhớ RAM. Ví dụ như dân kinh doanh như bọn em hoặc là làm phần mềm mà đến công ty ấy, thì chúng ta sẽ bật rất nhiều tab web. Có thể là bọn em vừa bật trong công việc, vừa bật một cái bộ phim hay giải trí những lúc bình thường ấy. Nếu RAM quá ít thì máy tính nó sẽ bị giật. Em hỏi gì nữa? Cái này thì cái công việc văn phòng ấy thì là em cái máy nào mà nó mỏng nhẹ thì càng tốt ạ. Thực ra những cái máy tính mỏng nhẹ thì các em lưu ý đó là thường nó sẽ không được trang bị cái hiệu năng quá mạnh. Ví dụ như một chiếc New Mac như ở trên bàn này, trông nó đẹp như này thôi nhưng mà cái công việc thực tế của chiếc máy này chỉ có thể dùng văn phòng và có thể bật những cái file văn bản Word Excel thôi, và có thể chỉnh sửa những cái hình ảnh hoặc các thứ nội dung ở mức đơn giản thôi. Cái chiếc máy này thì các em nói luôn là nó bé như này thì chắc chắn nó sẽ không có thể khả năng làm đồ họa được. Và anh thấy các bạn nữ thì đa số sẽ là quan tâm đến hiệu năng pin của những chiếc máy này dùng được bao lâu, bởi vì bọn em đi làm mà. Hiện nay những cái model mới của 2018, một chiếc máy cơ bản thì nó sẽ dùng được pin ít nhất là 4 tiếng. Thì bọn em phải hỏi luôn là những cửa hàng là pin nó dùng được bao lâu. Còn một số model mà cao cấp có thể dùng được 10 tiếng đổ lên, nhưng mà thường nó sẽ dừng lại khoảng dung lượng 8 tiếng để bọn em dùng hàng ngày. Còn đối với những người mới làm văn phòng thì anh nghĩ có từ khoảng 6 đến 8 tiếng thì nó là rất là ổn rồi. Thì anh tư vấn cho em là RAM này, ổ cứng này và thời lượng pin thôi này. Còn cái quan tâm nữa đó là cái hiển thị của màn hình. Thực ra là bọn em không để ý đâu, cái này nó rất quan trọng. Nếu bình thường một cái máy tính thì em cần cái màn hình nó như nào? Màn hình thì đối với những người cận như em thì tất nhiên là phải rất là rõ nét rồi ạ. Thế là có rõ nét chắc không biết đúng không? Thưa các bạn, là một chiếc máy tính hiện nay độ phân giải để nó trang bị trên những chiếc laptop thông thường ấy là Full HD. Còn những chiếc máy mà rẻ hơn một chút thì còn gọi là màn hình HD. HD thì nôm na là nó sẽ không nhìn rõ bằng cái màn Full. Còn hiện nay mà đối với các bạn mà có điều kiện về kinh tế thì chúng ta sẽ sở hữu những cái màn hình độ phân giải như là 2K này, 3K và 4K. Chắc là các em nghe nôm na trên TV. Nôm na cái TV mà độ phân giải càng cao thì xem nó càng nét, thì trên máy tính nó cũng thế. Có nghĩa là tối thiểu nhất là các em đi chọn máy tính là ít nhất phải hiện giờ là màn hình Full HD. Còn đâu mà có điều kiện hơn thì sẽ là màn hình 2K, 3K và 4K. Và tấm nền trên màn hình thì thường nó sẽ trang bị là tấm nền IPS. Thế như những chiếc máy tính này em có thích màn hình nó có cảm ứng không? Cảm ứng thì thực ra em chưa từng bao giờ. Hầu hết những cái dòng máy mà để làm văn phòng giải trí bây giờ có trang bị thêm, nếu mà tấm màn hình lớn hoặc Full HD nó cũng có cảm ứng đấy. Thực ra cảm ứng thì nó sẽ phù hợp với những người mà làm giải trí văn phòng. Ví dụ như là em đang xem một cái gì đó thì chúng ta không phải dùng phím bấm nữa mà chúng ta dùng tay, thì đôi khi nó cũng tiện hơn.
Nhưng thực tế thì anh thấy cái tính năng cảm ứng này thì cũng có người thích và cũng có người không. Còn cái thứ hai nữa là quan tâm khá nhiều, đó là cái mức tiền để đầu tư. Thì hiện nay mà em mua máy tính thì em sẽ đầu tư khoảng tầm bao nhiêu? Em thì chắc là tầm 15 triệu đổ về. Thưa các bạn, thì hiện nay với tầm tiền khoảng 15 triệu đối với cái máy mà mua mới thì nó sẽ được trang bị vi xử lý ở mức tầm trung, ví dụ như Core i5 thế hệ 8, và RAM nó sẽ trang bị tối thiểu là 4GB, còn đâu thường là 8GB. Còn thường ở tầm tiền này, nếu chúng ta mua mới nó sẽ không được trang bị ổ cứng SSD. Chính vì thế em phải chú ý, nếu mua những dòng máy này ở siêu thị, ở cửa hàng thì chúng ta sẽ phải yêu cầu nâng cấp. Cứ nhớ cho anh là như này, ví dụ đơn giản nhất, phụ nữ mua chỉ cần một cái máy trọng lượng nhẹ, thường khoảng 1,5 cân đi. Màn hình nếu mà cận một chút thì chúng ta sẽ chọn màn hình 15,6 inch to như thế này này. Và đây là một chiếc máy có một trang bị màn hình thế hệ mới, đó là màn hình Infinity tràn viền. Chắc chiếc máy em dùng thì cũng không viền, nó cũng mỏng như này. Còn đối với công việc mà di chuyển đi lại nhiều thì chúng ta sẽ chọn những chiếc máy bé như này. Nhưng mà bé thì cũng có những cái ưu điểm, đó là mỏng nhẹ, nhưng mà nếu mà làm thời gian làm việc dài thì màn hình nó rất nhỏ, mắt của em cận thì có lẽ là cái này nó sẽ không phù hợp lắm. Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn cái cuối cùng nữa là anh em, các chị em mua là phải chú ý đến cái giá tiền rồi. Còn cái cuối cùng nữa, nó là dịch vụ sau bán hàng. Tại vì thực ra thì con gái để mua đồ công nghệ thì nói thẳng ra là gà mờ. Nếu bọn em chỉ lỗi một cái rất nhỏ trên máy tính là phần mềm thôi, các em sẽ không biết cách xử lý như nào. Thì thường là chúng ta sẽ chọn những chiếc máy mà nếu như có điều kiện thì chọn những chiếc máy mà có nguyên bản quyền. Tại vì hầu hết những dòng máy tính bán ở Việt Nam thì này, nếu mà chúng ta không biết chọn thì những cái máy nó sẽ không bản quyền, mà chúng ta phải cài những WinCrack thì nó sẽ không an toàn. Hoặc thực tế thì chúng ta sẽ mua, mà hiện nay hầu hết những cửa hàng bán có uy tín thì họ sẽ bảo hành những cái phần mềm này, những ứng dụng để cài chúng ta, nó là trọn đời. Còn nếu như để mà mua hết cái bản quyền ở cái máy này, thực ra 15 triệu thì nghe có vẻ to, nhưng là nếu mua hết các ứng dụng, chẳng hạn như Word, Office, những cái phần mềm em dùng hoặc là những cái phần mềm video viết, nó rất là đắt. Nên chính vì thế là những cái phần mềm này chúng ta mua và dùng ở Việt Nam thì thường đều nói thẳng ra là bẻ khóa dùng chùa thôi, chứ không có tiền để mua hết. Nên những cái này nếu mà các em mua thì nhờ sẵn cái cửa hàng người ta cài đặt cho em hết, nên về mình đỡ phải mò. Đấy, nên mình cài mà nếu không biết gì thì chọn những cái cửa hàng mà gần một chút, hoặc người ta có uy tín, hoặc có thể cài đặt. Ví dụ như bọn anh hay hướng dẫn cho các bạn nữ mua, đó là cài phần mềm TeamViewer ấy. Và chúng ta có thể ngồi ở nhà và gọi điện hỗ trợ các bạn, các em đang ngồi ở cửa hàng có thể cài đặt cho các em, thì nó sẽ tiện dụng hơn, thì sẽ đỡ lo lắng về phần mềm hơn. Cứ mỗi một lần thấy là các em lữ không biết dùng, kêu ỏm tỏi lên máy vừa mua đã hỏng. Thực ra phần mềm là các em cũng phải biết dùng thì nó mới nhanh, chứ không phải là nếu phần mềm nó lỗi, nó khởi động ứng dụng là nó làm, nói chung là nó kéo ra cái tốc độ của máy nó rất là chậm. Còn giá tiền nó đối với các bạn mà mới đi làm đi thì không nhất thiết phải đầu tư một cái máy quá khủng. Còn hiện nay nếu mà có điều kiện mua máy mới, nếu mà mua i3 ấy, thì nó cũng sẽ dừng lại ở mức khoảng 10 triệu. Còn nếu mà những cái máy cấu hình i5 thì nó sẽ ở mức khoảng 15-16 triệu. Thậm chí là những cái dòng business mà ở phân khúc cao cấp chúng ta phải bỏ ra tầm 30 triệu, không phải rẻ đâu em ạ. Vì em mà làm đây em biết. Những chiếc máy nhỏ bé như này thôi, mua mới cũng 2-30 triệu, không phải là rẻ một chút nào. Còn theo như anh, đối với các bạn khởi nghiệp mới làm thì không nhất thiết phải đầu tư những chiếc máy mà quá nhiều tiền. Chúng ta chỉ vừa làm đủ công việc là ok rồi, sẽ đầu tư ở mức khoảng 10 triệu. Còn một số các bạn sinh viên khởi nghiệp, các em mà đang đi làm chưa có kinh tế thì theo như mình thì các em có thể mua những cái model máy cũ ở phân khúc khoảng tầm 7 đến 10 triệu. Nó sẽ trang bị cấu hình cao, và sẽ chú ý đó là mua ở cửa hàng nào để xem họ có uy tín, bảo hành và dịch vụ sau nào, các em chỉ cần chú ý như thế thôi. Thưa các bạn gái, là đây là một vài dòng sản phẩm gợi ý cho các em. Thường chúng ta mua máy thì chúng ta sẽ để ý đến hình thức rất là nhiều. Nếu mà các em muốn một chiếc máy phổ thông khi chúng ta đi làm, đi học và đến văn phòng mà nó cái mức tương thích về phần mềm và những ứng dụng cao, thì chúng ta sẽ chọn những chiếc máy thương hiệu Windows như này. Đây là một sản phẩm Dell XPS. Để mua được một chiếc máy như này thì các em sẽ phải bỏ ra tầm tiền tối thiểu nhất là 15 triệu và cao cấp nhất có thể lên đến 40 triệu đồng. Hình thức thì nó sẽ giống y hệt như này. Đối với những chiếc máy đời mới thì bao giờ nó trang bị một cái màn hình rất đẹp. Đây là một chiếc màn hình 3K này. Nó còn gọi là màn hình Infinity tràn viền. Đây là một thiết kế phổ thông năm 2018. Và cái dòng phím thì các em nên chọn là những cái phím để nhầm nhiều thì nó sẽ lỗi và có chích nét. Phải chú ý là phải có đèn lên LED sáng như này nhá, nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm buổi tối. Những chiếc máy này thường được trang bị Core i5 hoặc Core i7, thậm chí có cả Core i3, mà RAM nó sẽ mặc định từ 4, 8GB và cao cấp nhất là 16GB. Nó sẽ đủ cho các em làm văn phòng. Thời lượng pin của những em này nó sẽ trụ được khoảng 10 giờ. Còn nếu như mà các em muốn một chiếc máy để dùng văn phòng sang chảnh, ổn định mà đi làm chủ yếu là dân kinh doanh thì chúng ta sẽ chọn các phiên bản MacBook như này. Đây là phiên bản MacBook Pro cực kỳ nổi tiếng của Apple. Phiên bản này vừa có khả năng làm đồ họa tầm trung mà màn hình của nó Retina rất là đẹp. Đây. Trọng lượng của máy cực kỳ nhẹ, chỉ 1,37 kg.
Để có tiền để đầu tư những dòng máy này thì chúng ta sẽ phải bỏ ra điều kiện kinh tế thấp nhất là 25 triệu và cao nhất đến 60 triệu đồng cho những cái cấu hình. Nó nhiều cấu hình nha các bạn nhé. Các model nó sẽ có bao gồm từ 2016 đến 2018. Còn nhẹ nhàng hơn đi lại và di chuyển nhiều thì chúng ta sẽ chọn một chiếc Lumax của Apple. Chiếc máy này có trọng lượng chỉ 900g và thời lượng pin có thể trụ được 10 tiếng. Mỏng nhẹ thì các em thừa biết nó chỉ làm các công việc cơ bản, văn phòng bình thường thôi. Nó sẽ không có khả năng xử lý đồ họa. Đây. Chiếc máy này có màn hình Retina và trang bị cấu hình Core M3, M5 và M7, thậm chí có cả Core i5 và Core i7. RAM nó sẽ có 8GB đến 16GB là cao cấp nhất. Màn hình 12 inch. Còn đối với các bạn mà đi làm văn phòng mà theo như mình cái thời gian làm việc dài nhá, mà 8 tiếng mà kể cả đi học mà muốn mắt mà cật như em Thủy vừa nãy, thì chúng ta phải chọn một cái màn hình 15,6 inch như này. Với anh thì anh quan niệm đó là một chiếc máy mà để làm việc được mà thời gian dài thì màn hình nó phải to một chút. To để làm gì? Thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Đây các bạn nhìn này. À, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đây cũng là một chuẩn màn hình Infinity tràn viền rất nổi tiếng, có thị trường 2018. Chiếc máy của anh đang giới thiệu cho các em đó là phiên bản Dell Inspiron 7560. Chiếc máy này có giá bán dao động từ phiên bản Core i5, i7 và trang bị RAM 8GB. Có SSD sẵn trong máy, nó sẽ dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là một mẫu máy bán cực kỳ chạy và rất bền của Dell. Toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm, rất đẹp. Và cuối cùng, đối với các bạn gái mà có cá tính mạnh mà thích chơi game và có thể mò mẫm các phần mềm đồ họa thì mình sẽ giới thiệu một chiếc máy như này. Bởi vì dòng này thì nó hơi to và dày, nhưng đổi lại thì hiệu năng cực kỳ khỏe. Phiên bản của mình đang giới thiệu trên bàn đó là phiên bản Dell Gaming 5577 này. Những chiếc máy thường nó sẽ dày như này thì các em nữ sẽ không thích cho lắm, nhưng mà đổi lại với người mà vọc vạch, biết làm phần mềm mà thích chơi game thì đây là một phiên bản cực kỳ tốt. Đây các bạn nhìn này. Nó trang bị màn hình 15,6 inch. Đây. Và phím thì nó là full size như này, nó sẽ hỗ trợ các em chơi game cũng như làm đồ họa rất là tốt này. Trang bị cả màn hình rời rất mạnh và có thể mở rộng RAM tối đa lên đến 32GB. Những chiếc máy như này có giá bán trên thị trường cũng không hề rẻ một chút nào. Nếu mà mua mới thì nó ở mức khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Và thậm chí là có những chiếc máy mà gọi là gaming hoặc đồ họa chuyên nghiệp mà hay giới thiệu các em trên video ấy thì nó sẽ có dao động từ 20 đến 40 triệu đồng. Đây các em. To và dày nhưng đổi lại nó sẽ là khỏe, giúp hỗ trợ các em chơi game cũng như làm đồ họa rất là tốt. Có một sự thật là đối với con gái đi mua máy tính thì chúng ta sẽ không phân biệt đến những dòng máy tính nào mà nó bền tốt hoặc chế độ bảo hành hay sao. Thì nếu như trong trường hợp em đi mua máy tính thì em có biết cái thương hiệu máy tính nào là hay dùng mà nó tốt hay không? Thực sự ra là em cũng không biết đâu. Đi mua máy thì không biết, chỉ nhìn vào cái hình thức. Cái hình thức thôi. Đấy. Thưa các bạn này, chúng ta đi mua máy tính thì nó cũng giống như các sản phẩm công nghệ khác, đó là nó sẽ phân khúc. Ví dụ như là các máy mà để bền và dùng mà tốt, nói chung là theo xu hướng ở Việt Nam đi, thì ví dụ sang chảnh thì chúng ta sẽ dùng những cái máy tính mà gọi là quả táo này, nó còn gọi là MacBook hoặc các sản phẩm của Apple, thì em nếu em dùng iPhone thì em cũng hiểu rồi. Và thứ hai nữa là các thương hiệu máy tính tầm trung thì chúng ta sẽ có Dell này, HP này, và các thương hiệu giá rẻ hơn bao gồm là Asus này, Acer, và một số sản phẩm của Lenovo. Nhưng mà Lenovo thì anh thấy các bạn nữ thì thường không thích cho lắm. Nhưng thực ra một sản phẩm Lenovo cũng rất là tốt và rất là bền, đặc biệt là dòng ThinkPad. Dòng ThinkPad thì hầu hết các bạn nữ đến bọn anh có đưa ra thì bảo sắc máy nó xấu đấy, nhưng mà đây nó là phân khúc máy cao cấp và chỉ dành cho những các bạn mà làm việc mà chuyên nghiệp, cũng như là yêu cầu một cái sự hoạt động ổn định thì ThinkPad nó đáp ứng được rất cao. Còn nếu mà những sản phẩm chất và đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng các thương hiệu của Dell. Ví dụ trên thị trường sản phẩm mà chị em phụ nữ thích nhất thì đây là chiếc Dell XPS này. Với màn hình Infinity tràn viền, chắc là mọi hôm mình giới thiệu khá nhiều cái phiên bản như này rồi. Trọng lượng của nó chỉ hơn 1kg. Hiện nay chiếc đời mới nhất đó là 9370. Thì chúng nếu mà mua phiên bản i5 thì em phải bỏ ra tầm tiền tối thiểu là 28 triệu. Đây, nó như này này. Thì chiếc máy như chiếc như này thì nó sẽ phù hợp với các em đi lại để di chuyển nhiều. Còn nếu mà các thương hiệu mà giá nó rẻ hơn tầm trung có tại thị trường Việt Nam thì nó bao gồm là thường thì các em sẽ chọn các thương hiệu là Asus này, MSI này, Acer này và các thương hiệu khác. Nếu mà một số thương hiệu máy tính của Trung Quốc bây giờ cũng cạnh tranh rất mạnh ở Việt Nam, đó là các thương hiệu như là số thương hiệu mới nổi của Trung Quốc đó là Xiaomi và Huawei thì hiện nay cũng đã cạnh tranh bán máy tính ở thị trường Việt Nam rất mạnh. Còn các thương hiệu khác ví dụ như của Hàn Quốc thì sẽ có Samsung, LG và thêm một số thương hiệu của Nhật thì ngày xưa thì có máy tính nó có Sony khá là nổi tiếng.
nhưng bây giờ Sony lại không bán ở thị trường quốc tế nhiều, thì em sẽ thấy các thương hiệu khác còn là Toshiba này, Fujitsu này, Panasonic này, tóm lại những cái đó thì không quan tâm. Và chúng ta chỉ quan tâm nếu mà anh em em có điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc máy như này, còn không thì cứ mua Dell hoặc HP thì cho nó bền. Còn muốn mà cấu hình nó cao một chút mà rẻ thì chúng ta sẽ mua các thương hiệu tầm trung của MSI, Asus hay Lenovo. Tư vấn về dùng sản phẩm laptop cho các bạn nữ của mình xin đến đây là khép lại. Còn nếu như các bạn gái mà có không hiểu gì theo như mình nhá, thì nếu mua sản phẩm bất kỳ kể cả điện thoại, máy tính hay cái gì đó thì tốt nhất phải lên tìm hiểu kỹ, đó là hiệu năng sử dụng này, tầm tiền này, bảo hành này và các chế độ sau bán hàng, thì chúng ta nên quan tâm những cái đó, bỏ ra gì và nhận lại được gì. Chứ nếu mà cứ theo cái cảm cái sở thích mà đi mua rồi mà nếu mà người ta bán hàng không có tâm thì các em rất dễ mua phải những sản phẩm mà không kém chất lượng chẳng hạn này, hoặc có thể dùng lai mai nó không tốt rồi đi bảo hành bảo tỏi rồi không biết cái gì thì rất là khổ. Và bây giờ thân chào các bạn và hẹn gặp lại.